nay Hùng tiếp tục làm cái series review cập nhật tiến độ xây dựng của cái dự án nâng cấp sân vận động quận 7 thành cái đại bản doanh cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới nha các bạn. Sài Gòn Football, kênh tin tức tổng hợp về bóng đá Sài Gòn và Việt Nam. Rồi bây giờ Hùng vừa tới sân vận động quận 7 cũ nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi quay review cho các bạn xem. Mình quan sát hiện tại thì người ta đang xây cái tường vây nha các bạn. Và có một đội đang thi công cái nhà kho. Tường vây phía mặt tiền thì đã xong được 80% rồi nha các bạn. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi. Cái phòng bảo vệ và cái phòng của quản lý sân bóng cũng đã thi công xong rồi nha các bạn. Ôi, mình thấy đây là đã có gắn cả camera 360 độ luôn này. Đấy, chịu chơi chưa? Xe ủi, xe múc, xe hút đang tập kết về đây. Để chắc là sau dịp thôi, người ta sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Nay chủ nhật nhưng mà các công nhân vẫn đang làm việc. Mình thấy có một đội ngũ đang thi công cái nhà kho. Xe máy đã tập kết ở đây khá đông đủ. Người ta đã thậm chí người ta đã chở cột đèn tới đây rồi. Vật tư khá là ngổn ngang, chắc một vài ngày tới bắt đầu là khởi công xây cái nhà cho vận động viên ở cũng như là làm mặt sân. Sân thì mình thấy người ta đã răng lên cái khu vực làm sân bóng, người ta đã răng dây để làm dấu rồi. Hiện tại thì các công nhân cũng đang tích cực hoàn thiện cái tường bờ bao quanh khu vực sân. Tại có khoảng trên 10 công nhân đang làm các công việc khác nhau. Đây nha các bạn. Hiện tại mình quan sát thì việc săn lấp đã hoàn thành. Công việc chính hiện tại người ta đang làm đó là xây cái tường rào quanh khu vực sân vận động quận 7 cũ hay là đại bản doanh mới của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này tầm 11 giờ trưa thì mình thấy các công nhân lác đác đi vào nghỉ trưa rồi các bạn ạ. Người ta đang xây cái tường bờ bao ở phía bên giáp với bờ sông. Đó. Đếm được khoảng 8 người là xây cái tường rào. Còn đây nha các bạn, đây là khu vực sẽ làm sân tập luyện cho câu lạc bộ này. Người ta đã răng dây rồi, sắp tới người ta chắc sẽ người ta sẽ trồng cỏ. Đây hiện tại người ta đang xây cái bức tường này nha các bạn. Hôm trước mình sang thì cái khu vực này người ta đang đào móng, xe múc đào móng để tạo mặt bằng cho cái
việc xây cái bức tường này. Ngày trước thì cái sân quận 7 cũ thì nó không có cái tường tường bao kiên cố như này nha các bạn, và cũng rộng, không rộng ra tới đây đấy. Bây giờ thì người ta làm rộng và tuốt ra tới đây rồi, mình thấy khu này rất là rộng. Chỗ này nó cả vài hecta chứ không ít đâu các bạn ạ. Đây. Kế bên là khu vực bãi xe container. Đây, người ta đang xây cái tường vào này các bạn. Vài ngày tới là xong rồi. Nếu thời tiết thuận lợi thì mình nghĩ là tầm 1 tuần nữa là xong hết tất cả. Xây đại bản doanh thì thoải mái, rộng lắm các bạn ạ. Quá tuyệt vời. Câu lạc bộ có được cái khu đất này thì trên cả tuyệt vời. Đại bản doanh ở đây thì không còn gì để bàn cãi nữa, về vị trí cho đến mặt bằng. Xung quanh thì có rất là nhiều các chung cư nhé các bạn. Chung cư là mọc lên san sát rồi. Đấy. Khu này khu thuộc dạng cũng như là sầm uất nhất nhì ở quận 7 rồi. Kế bên Phú Mỹ Hưng, kế bên khu Nhà Bè này. Tốc độ đô thị hóa cũng như là xây dựng cơ sở ở tầng ở đây thì đang triển khai rất là nhanh và đồng bộ. Đây, mình thấy người ta đã đưa cả cái cọc nhồi tới đây. Mình nghĩ là khu vực bên này chắc chắn là xây cái nhà cho vận động viên và chuyên gia ở này. Đấy. Cọc nhồi thì chắc chắn là xây nhà cỡ tầm vài tầng chứ không ít đâu. Đấy. Máy móc đã tập kết về đây đầy đủ. Đấy. Có cả trụ đèn là người ta cũng đã đem tới đây rồi. Đấy nha các bạn. Hy vọng qua cái đợt dịch này thì tiến độ công trình sẽ được đẩy nhanh hơn. Và chúng ta sẽ sớm được thấy rõ hơn về hình hài của cái đại bản doanh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, và được quảng cáo là theo cái tiêu chuẩn của các câu lạc bộ chuyên nghiệp trên thế giới hiện nay đang hướng tới. Còn đây là cái khu nhà kho này, người ta đang hoàn thiện cái khu nhà kho này. Đấy, khu nhà kho. Ở đây thì nó có 3 đội thi công khác nhau. Mỗi đội một công việc khác nhau. Chịu trách nhiệm thi công mặt sân đó là đội bên công ty Ánh Dương. Thank you.
Rất mong các anh em đón xem và ủng hộ kênh của Hùng nha. Nhớ nhấn like, subscribe và chia sẻ video clip này đến cho nhiều anh em được biết thêm về cái dự án này nha các anh em.